Ban biên tập xin được lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất trên kênh Bản tin 24 giờ. Bản tin sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế diễn ra trong 24 giờ qua, để quý vị có những phút giây thực sự thoải mái và thư giãn sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Liêu Ninh thông báo rằng do ảnh hưởng của thời tiết đối lưu mạnh như xoáy thấp, trong 2 ngày qua, địa phương các khu vực ở Liêu Ninh, Benxi, Huluzhao, Chaoyang, Tieling, các thành phố khác đã giảm đáng kể. Cơn mưa xối xả, một số khu vực đổ mưa lớn và một số vùng đất nông nghiệp bị ngập lụt, nhưng không có thương vong được báo cáo. Theo Văn phòng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán của tỉnh Liêu Ninh, tâm của trận mưa lớn nằm ở huyện Huanzhen, thành phố Benxi. Lượng mưa tích lũy tại ga Bulebao trong khu vực này là 205mm, trong đó lượng mưa lớn nhất ở 6 giờ là 153mm. Sông Đai A, một phụ lưu của sông Hunxiang, có lưu lượng đỉnh lũ. Trước và sau trận mưa, Sở Chỉ huy Phòng chống lụt bão và cứu trợ hạn hán quận Huanzhen đã cử một nhóm công tác đến thị trấn Bulebao, nơi hứng chịu mưa bão, để hướng dẫn cứu hộ. Tính đến 10 giờ ngày hôm nay, khu đã chuyển khẩn cấp hơn 280 trên 450 hộ tới nơi trạm trú an toàn. Theo Văn phòng Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Liêu Ninh, đây là trận mưa lớn kể từ đợt hạn hán nghiêm trọng vào mùa hè ở Liêu Ninh. Các bộ phận kiểm soát lũ lụt và điều tiết nước ở nhiều nơi đã đưa ra cảnh báo sớm và triển khai phòng chống lũ lụt trên sông lớn và hồ chứa ở Liêu Ninh. May mắn thay không có thương vong nào xảy ra. Tình hình thiên tai chi tiết tại một số khu vực bị ảnh hưởng đang được điều tra và thống kê. Tin cho hay, theo dự báo của cơ quan phòng chống lũ lụt tỉnh Liêu Ninh đã tăng cường lực lượng túc trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa và tình hình nước lũ, kịp thời triển khai công tác phòng chống lũ lụt, đồng thời chi cục thủy lợi tăng cường công tác kiểm tra, canh gác các hồ chứa để đảm bảo an toàn các hồ chứa. Kể từ 0 giờ ngày hôm qua, tỉnh Hồ Bắc đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp 4 để kiểm soát lũ lụt. Vào tối ngày hôm trước, Liu Shaofan, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hồ Bắc và Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Cứu trợ hạn hán và Kiểm soát lũ lụt gọi tắt là Defending Fisker đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp tập trung vào sự nguy hiểm của hồ chứa Suzhihe và các điều kiện lũ lụt thảm họa kể từ khi mưa đến, cũng như xu hướng thời tiết những ngày tới. Sau đó, Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Hồ Bắc đã quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp cấp 4 vào 0 giờ ngày hôm qua theo các quy định của Kế hoạch Khẩn cấp Cứu trợ hạn hán và Kiểm soát lũ lụt tỉnh Hồ Bắc. Kể từ khi mùa mưa bắt đầu, tại tỉnh Hồ Bắc đã xảy ra 4 đợt mưa lớn và mạnh, với 3 đặc điểm đáng chú ý là lượng mưa lớn, phạm vi rộng và thiên tai địa phương nghiêm trọng. Ví dụ ở huyện Dinh San, tỉnh Hồ Bắc, trận mưa lên tới 331mm và lượng mưa hàng ngày lên tới 240mm, tức là 50 năm mới có một lần. Nhiều lần mưa với cường độ cao, lượng mưa lớn cục bộ đã gây ra nhiều loại thiên tai như mưa xối xả và lũ quét, sạt lở đất và các dòng chảy đá vụn, ngập úng đất nông nghiệp. Theo thống kê sơ bộ của Sở Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Hồ Bắc, tính đến ngày hôm qua, 49 quận, 425 thị trấn, 4,217 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa và diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 5,507 triệu hectare. Vào ngày hôm nay, khu vực hồ chứa Suzhihe ở Xiaogan đã bị ảnh hưởng bởi một trận mưa lớn và nền thứ cấp của con đập bị sụt lún 48m2. Wang Zihongfa, Giám đốc Sở Tài nguyên nước tỉnh Hồ Bắc, nói rằng các thảm họa nguy hiểm và điều kiện lũ lụt hiện tại ở sông Phu Huyên ở tỉnh Hồ Bắc phù hợp với quy định của Kế hoạch Khẩn cấp Cứu trợ hạn hán và Kiểm soát lũ lụt của tỉnh để kích hoạt phản ứng 4 cấp. Ngoài ra, do Hồ Bắc vẫn đang trong mùa mưa và lũ lụt chính, nhiệm vụ kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai là rất khó khăn. Sau khi ứng phó khẩn cấp cấp 4 được triển khai theo đúng quy trình quy định, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Sở Chỉ huy Quốc phòng thành phố, ban liên quan sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai, chẳng hạn như kiểm soát lũ lụt trong nhiệm vụ bảo vệ, kiểm tra an toàn, bảo mật thông tin, lập kế hoạch và báo cáo thông tin cụ thể. Thời kỳ mưa bão ngắn xen kẽ sắp kết thúc. Từ 2 ngày qua, đợt mưa lớn thứ 3 trong thời kỳ mưa Mai Du sẽ đổ bộ vào tỉnh Hồ Bắc từ Tây sang Đông. Các khu vực mưa chính nằm ở miền Trung và miền Đông. Kể từ đầu mùa mưa, tỉnh Hồ Bắc đã hứng chịu 2 trận mưa lớn. Một số khu vực đã bị lũ lụt nghiêm trọng. Theo dự báo thời tiết trong đợt mưa to này, các vùng mưa chính là miền Trung và miền Đông của cả nước. Lượng mưa lớn nhất có thể lên tới 150-200mm. Rất dễ xảy ra thảm họa. Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Hồ Bắc đã phát đi thông báo khẩn cấp, yêu cầu tất cả các địa phương chuẩn bị cho đợt mưa lũ lớn. Người dân cần hết sức cảnh giác, đề phòng lũ lụt trên các sông hồ, hồ chứa tập trung phòng chống lũ vừa và nhỏ trên sông, an ninh hầm, hồ chứa nhỏ,
thủy điện đang xây dựng. Trong phạm vi của đợt mưa mới, các hồ chứa đều đã xả lũ. Các hồ chứa này có tiêu chuẩn kiểm soát lũ thấp và một khi gặp mưa lớn, an toàn phòng chống lũ chắc chắn sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Sau đó, Ban chỉ đạo phòng chống lũ tỉnh nhấn mạnh cần chuẩn hóa công tác điều động và quản lý các hồ chứa, thực hiện điều chỉnh trước và tiêu trước theo diễn biến thời tiết. Khi hồ chứa gặp nguy hiểm, mực nước phải được kiểm soát hoặc vận hành hồ chứa trong tình trạng cạn kiệt. Cần tăng cường công tác kiểm tra an toàn các hồ chứa, không bao giờ để xảy ra hiện tượng tự ý quản lý, vận hành không được cho phép, nghiêm túc kỷ luật điều động hồ chứa, tăng cường hệ thống trách nhiệm, điều hành lũ lụt hồ chứa. Người nào không thực hiện quy chế điều động, lệnh điều động phải bị điều tra, xử lý nghiêm minh. Nếu để xảy ra tai nạn trong lũ tiêu chuẩn, thì chỉ huy phòng chống lụt bão và những người có liên quan phải chịu trách nhiệm theo các quy định của pháp luật. Một đợt mưa lớn và lũ lụt mới sắp đến và chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã triển khai để tăng cường kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Vừa qua, Sihao Cny, Phó Thống đốc điều hành tỉnh Hồ Bắc đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt để nghe báo cáo của các cơ quan kiểm soát lũ lụt, khí tượng, các bộ phận khác về kiểm soát lũ lụt hiện tại và cứu trợ thiên tai, triển khai tăng cường phòng chống lũ lụt, công tác kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu thực hiện trách nhiệm phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn phòng chống lụt bão. Thưa quý vị, vào trưa ngày hôm qua, tại làng Tuolie, thị trấn Kawa, huyện Hai Yuan, Ninh Hạ đã xảy ra lũ quét do mưa lớn bất ngờ và nhiều người bị mắc kẹt. Đến 13:46, sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy Đội Cứu hỏa Ninh Hạ, Si Hong Wai lập tức chỉ huy Sở Cứu hỏa huyện Hải Nguyên và đội tổ chức cứu hộ, điều động xe cứu hỏa mang theo thiết bị cứu hộ, khẩn trương đến tuyến đầu thảm họa để ứng cứu. Đến 14:57 cùng ngày, các cán bộ chiến sĩ cứu hỏa đã đến làng Tuolie, thị trấn Kawa nơi bị lũ cuốn trôi, phát hiện một số tuyến đường và phần lớn diện tích đất canh tác bị ngập hoàn toàn, nhà dân bị sạt lở chìm trong nước lũ hoàn toàn. Các cán bộ chiến sĩ cứu hộ nhanh chóng được chia thành hai nhóm, một nhóm tiến hành di rời lũ, còn nhóm còn lại khẩn trương tìm kiếm và sơ tán dân làng bị mắc kẹt. Đến 16:12, một ngôi làng bị sập do nước ngập sâu, nhưng rất may không có ai bị thương. Lúc 16:51, lực lượng tiếp viện từ đội cứu hỏa quận Hải Nguyên đã đến hiện trường. Đến 18:21, sau khi nhóm cán bộ chiến sĩ đầu tiên di tản ra đường, rút nước, mực nước của hầu hết các điểm lũ phùng xa đã giảm xuống đáng kể. Lúc này, cán bộ chiến sĩ tổ 2 đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ đã giải cứu thành công một người bị mắc kẹt. Sau gần 6 giờ chiến đấu liên tục, các cán bộ chiến sĩ đã sơ tán thành công hơn 80 người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa và giải cứu tài sản trị giá 250.000 nhân dân tệ. Tính đến thời điểm hiện tại, trận lũ quét đã làm sập 8 nhà, 19 nhà không ở được, 108 nhà bị lũ cuốn trôi, 24.630 ha đất ruộng bị ngập lụt. Chiều ngày hôm nay, một trận lở đất đã xảy ra tại thị trấn Siangsi, huyện Sili, thành phố Trương Gia Giới. Tảng đá lăn xuống và đè bẹp một cửa hàng dưới núi. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng chủ quán chưa kịp chạy thoát đã bị bùn đá đè lên. Sau hơn 20 phút căng thẳng và cứu hộ, cả hai mới thoát được ra ngoài. Trong nhiều ngày liên tiếp, Sili u ám và mưa. Ở làng Tian Sa Binh, thị trấn Siangsi, có một cửa hàng chuyên bán đồ kim khí, ống thép và gạch men. Cửa hàng quay mặt ra đường và quanh lưng vào núi. Khoảng 18 giờ chiều, vợ chồng chủ cửa hàng bận rộn, đột nhiên có một tiếng động lớn bị bóp nghẹt từ phía sau ngôi nhà. Trước khi cả hai kịp phản ứng, cửa hàng khung thép đã bị sụp đổ ngay lập tức. Vào lúc 18:40, đội cứu hộ chuyên trách Jiangxia của chính quyền nhân dân quận Sili đã đến hiện trường vụ việc, thường xuyên trinh sát tại chỗ, chỉ huy chia lực lượng cứu hộ thành hai nhóm, một nhóm ra phía sau cửa hàng, xác định không có nguy cơ sập núi sau quy mô lớn, nên chính quyền địa phương tiến hành khai quật và cứu hộ. Nhân viên và cảnh sát các nhóm khác đã đến trước cửa hàng sau khi sử dụng hỗ trợ bên ngoài của các khúc gỗ và sự hỗ trợ bên trong của các công cụ thủy lực. Họ đã vào trong cửa hàng để giải cứu. Hoạt động cứu hộ bắt đầu ngay lập tức. Hoạt động cứu hộ bị cản trở bởi nhiều chướng ngại vật phía trước cửa hàng. Các nhân viên cứu hộ phía sau cửa hàng bất chấp bùn đất rơi xuống, chạy đua với thời gian để thay phiên nhau đào những lối đi để cứu người. Đến khoảng 19:05, lối thoát hiểm đã được mở ra. Hai người bị mắc được giải cứu thành công. Tuy bị thương nhẹ và choáng váng, nhưng rất may họ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Thông tin giám sát nước của đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử đột ngột dừng lại vào tối ngày hôm qua và đã hoạt động trở lại bình thường vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm nay. Thời gian ngừng hoạt động đã kéo dài 6 giờ. Do mực nước Hồ Bà Dương tiếp tục dâng cao, mực nước ở hạ lưu Nam Kinh cũng đạt mức cao thứ 3 trong lịch sử. Thông tin về dòng chảy của hồ chứa Tam Hiệp của Trung Quốc đã bị cắt trong vài giờ vào tối ngày hôm qua mà không rõ lý do. Mạng lưới thủy văn sông Dương Tử chính thức của Trung Quốc được cập nhật ít nhất mỗi giờ một lần và ngay lập tức thông báo dòng chảy ra và vào, chảy ra của 14 trạm giám sát chế độ nước trong lưu vực sông Dương Tử, cũng như mực nước mới nhất là 43.000 mét khối và mực nước sản lượng là 28.800 mét khối mỗi giây. Thật bất ngờ, thông tin dòng nước bảo đột ngột dừng lại. Cho đến nay, vào lúc 2 giờ sáng, thông tin quan trắc nước của hồ chứa đập Tam Hiệp đã trở lại bình thường
và thời gian tắt máy đến 6 giờ, khu vực xung quanh Hồ Bô Giang ở lưu vực sông Dương Tử đã bị nhấn chìm trong nước lũ. Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc CCTV và Tân Hoa Xã đưa tin rằng nhiều tỉnh ở lưu vực sông Dương Tử đã ban hành cảnh báo lũ màu đỏ và Hồ Bà Dương tiếp tục bị ngập lụt. Mực nước sông Dương Tử ở Nam Kinh, Trung Quốc đã vượt qua mức nước cảnh báo, lũ đang dần nhấn chìm các bờ sông. Theo báo cáo của tin tức buổi tối Dương Tử, mực nước của thành phố Nam Kinh ở hạ lưu sông Dương Tử đã vượt quá mực nước cảnh báo và đạt mức cao thứ 3 trong lịch sử, đạt 10,1m, kỷ lục cao nhất từng đạt là 10,22m, được thiết lập vào năm 1954 với tốc độ 84.600 m³/giây, tốc độ dòng chảy đứng thứ 2 trong lịch sử, chỉ đứng sau 92.600 m³/giây vào năm 1954. Tình hình kiểm soát lũ lụt ở Nam Kinh đang rất nghiêm trọng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Xin chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.